Các anh thông cảm, em say lắm rồi. Lên đi, lên đi. Mày làm anh em mất cả hứng, uống đi. Thằng này không để anh, không uống. Mày cứ uống đi, say, tao cho người đưa mày về. Nào, có rượu đi em. Được rồi, say rồi mà anh em cứ giục tôi này. Giờ mà uống thì say mềm, đi về xe tông chết thì phí quá. Uống 20 mấy năm mà chim chỉ dùng để đi đài, chưa phục vụ tổ quốc, còn chưa bao hiếu cha mẹ nữa. Nhưng mà không uống thì lại nát nhục. Hay là bây giờ cố tí xem nhỉ. Anh ơi, cố lên anh ạ. Cố lên. Đúng rồi, cố lên anh. Cố lên. Cố lên ông ạ. Cố lên. Cố lên ông ạ. Mày cố, bố mẹ ở nhà thì còng lưng nuôi ăn học. Rượu với chè cái gì? Nhiều rượu có kiếm được ra tiền không? Mà việc thì phải uống nhiều. Bố mẹ mày ở nhà dạy mày đi học được uống nhiều rượu à? Anh em với nhau cà khà cái gì? Đến ngay laptop tạp 8 để sở hữu chiếc laptop phù hợp với khả năng của bạn mà không phải cố. Cậu. Xin lỗi cậu, tớ đến hơi muộn. Không sao đâu, bọn tớ. Cùng nước đi. Đấy với cả ăn khoai lang nhá. Thì ăn thì cả trắng. Em ơi, cái kem ăn gì vậy? Chết mẹ rồi. Ăn uống gì mà lắm thế. Mà giờ mình còn có hơn 100,000. Làm sao bây giờ? Không được. Đây là tiền phòng tháng này. Hôm nay mà không nộp anh chủ nhà đuổi khỏi vòng mất. Nhưng mà không trả thì lại mất mặt với em ấy. Hay là bây giờ cố phát xem nào. Cố lên anh ơi. Cố lên anh ơi. Sắp cả đã cố ý rồi. Cố lên anh. Cố lên. Cố lên chú ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Mày cứ biết số tiền kia là bố mày phải vất vả như nào mày kiếm được không? Không cố được thì việc phải cố. Mày tưởng mày là đại gia à? Mày tưởng mày lắm tiền lắm à? Có được xóa đâu mà đem tiền đi bao gái. Mày lại gì mà ăn? Số còn lại thanh toán cho bạn em. Đến ngay laptop 88 để sửa chiếc laptop phù hợp với túi tiền của bạn mà không phải cố. Sao thế hả anh? Khủng quá em ạ. Hàng của em mà lạ. Anh sờ thử đi anh. Mềm, mịn lắm. Có nảy không anh? Này. Thế anh có lấy máy này không anh? Cũng được anh, nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ lấy cái kia kìa. Anh ơi, em thấy máy này tốt hơn máy kia mà. Nó mịn thì hay cơ mà. Nhưng mà anh chỉ lấy được cái laptop nào mà tầm giá 10 triệu thôi. Anh ơi, giá tiền máy này chỉ đắt hơn có 2 triệu thôi. Mà chất lượng tốt hơn hẳn đấy ạ. Đây anh xem nhá, cấu hình khủng. Anh chơi game cả ngày cũng không bị lag tí nào luôn. Bản chỉ lại còn đẩy đẩy xuống như này cơ mà. Pin lại còn khỏe nhá. Anh sẽ pin từ sáng đến tối cũng được. Anh ơi, anh chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là được máy tốt hơn hẳn rồi đấy ạ. Cháu ơi, cố lên! Cố lên, cố lên bạn ơi! Cố lên, cố lên, cố lên! Anh biết rồi nhá! Chú định nói là không phải cố làm gì đúng không? Đến ngay laptop 88 để sử dụng chiếc laptop phù hợp với mức độ hiểu biết của bạn mà không phải cố! Truy cập ngay laptop 88.vn để biết thêm chi tiết! Cố lên! Cố lên anh ơi! Cố lên! Có laptop 88! Mày cố.